Thì thông tin cùng với cô bác của anh chị thì hiện nay ông Năm đã có một cái cuộc sống mới. Đó là ông Năm đã mua được một cái chiếc ghe. Em cũng là cháu của bác Năm. Thì em cũng đại diện. Tại vì dịch quá anh Hồ ảnh không có xuống đây dưới đây được. Nên ảnh có gửi tiền cho bác Năm qua em, qua thẻ. Thì ảnh gửi hai lần, một lần là 10 triệu, hai lần là 20 triệu. Em có nhận giùm cho bác Năm em, rồi em có gửi cho bác Năm để trả tiền ghe cho người ta. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ cũng đang ở nhà. Và đây cũng là lần khá mà hiếm hoi khi mà nói chuyện trực tiếp với cô bác quý anh chị nha. Chị qua ống kính như thế này thì do ở Việt Nam á cô bác quý anh chị, hiện nay thì Bùi Hồ thì đang ở quê nhà của tỉnh Đồng Tháp. Và hiện nay ở Việt Nam thì cái tình hình diễn biến ở Việt Nam rất là phức tạp luôn. Thực hiện theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ là hạn chế đi ra đường nè, nên Bùi Hồ không có thể đi quay theo như thường lệ trong những clip trước đây được. Thì hôm nay Bùi Hồ làm clip này có hai nội dung muốn truyền tải với cô bác quý anh chị về những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là tiền của cô bác quý anh chị ủng hộ cho ông Năm ở Gò Vấp và anh Liêm ở huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Thì trước khi nói về cái hai cái hoàn cảnh này thì cho Bùi Hồ gửi lời chúc sức khỏe an lạc đến cô bác quý anh chị, và đặc biệt là mong thì đại dịch ở Việt Nam cũng như là trên thế giới mau qua chóng qua khỏi để mọi người có được một cái cuộc sống trở lại như bình thường. Thì để mà nhớ giữ gìn sức khỏe để mà an toàn sau dịch, để mà tiếp tục cái cuộc sống mới của mình. Thì trước tiên thì Bùi Hồ xin chân thành gửi lời chân thành cảm ơn đến cô bác quý anh chị là mạnh thường quân trong nước cũng như là ngoài nước đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, vượt qua những cái lúc nguy nan nhất để mà có cái ý chí phấn đấu vươn lên trong cái cuộc sống. Sau đây Bùi Hồ xin thông qua về cái hoàn cảnh của ông Năm ở Gò Vấp, sống trên một cái chiếc ghe một nát mà ông sống cô đơn có một mình nữa cô bác quý anh chị. Thì thông tin cùng với cô bác quý anh chị thì hiện nay ông Năm đã có một cái cuộc sống mới. Đó là ông Năm đã mua được một cái chiếc ghe mới hơn chiếc ghe cũ, nhưng mà mới hơn so với ghe cũ. Tại vì ông Năm thì mà mua tranh thủ mua, gì không mua thì chiếc ghe cũ nó bị vô nước rồi và nó bị mục rất là nhiều. Nếu như không có ghe mới này thì ông Năm sẽ có thể là bị chìm bất cứ lúc nào trong đêm luôn á. Nên ông Năm đã tự quyết định chọn mua một cái người anh này anh bán một cái chiếc ghe là 20 triệu đồng. Thì trước đây Bùi Hồ có đăng một cái bài lên ở trên cái kênh YouTube của mình nói về ông Năm đang mua chiếc ghe, và Bùi Hồ đã chuyển 10 triệu cho chị Châu là cháu của ông Năm đó. Thì sau đó thì cách đây khoảng 2 đến 3 ngày thì anh chủ ghe này anh nói là sao mình không có lên Sài Gòn để mà gặp mặt để mà trao tiền cho anh. Thì cũng nói với ông Năm và cũng nhắc ông Năm rất là nhiều, và ông Năm cũng rất là ngại luôn. Dự định của Bùi Hồ á, thì dự định là chuyển 10 triệu thì còn 10 triệu còn lại thì mình sẽ gặp trực tiếp anh chủ ghe này và trao cho anh chủ ghe này luôn. Nhưng mà tình hình ở Sài Gòn diễn biến rất là phức tạp, đang giãn cách xã hội. Hiện nay là 1 tháng mấy rồi, gần 2 tháng trời, không ai đi đâu được hết. Bùi Hồ cũng không có lên Sài Gòn vì tình hình rất là phức tạp. Nên Bùi Hồ có chuyển thêm cho chị Châu là cháu của ông Năm thêm 10 triệu nữa, là 20 triệu là đã chồng đủ số tiền mua ghe cho ông Năm. Và ông Năm đã lấy những cái miếng ván cũ ở chiếc ghe cũ á cô bác quý anh chị, để làm một cái bệ để mà có thể là làm che mưa che nắng, và nhờ những người ở dân ở xóm đó giúp đỡ cho ông Năm đó. Thì ông Năm đang có cái cuộc sống mới rồi. Bùi Hồ hứa là hết dịch thì sẽ lên thăm lại ông Năm và công bố lại cái số tiền mạnh thường quân ủng hộ. Và sau đây thì Bùi Hồ xin thông qua danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ cho ông Năm có một cái chiếc ghe. Đến thời điểm này thì cũng lâu quá thì không có lên, thì nhằm khi thì cũng ngại với cô bác quý anh chị, làm một cái clip này để mà thông tin với cô bác quý anh chị về cái hoàn cảnh của ông Năm và cũng như là công bố danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ số tiền cho ông Năm hay cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ có lưu ở trong điện thoại hết. Trước tiên thì là công bố danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ số tiền trong năm 2023 của anh chị. Thì Bùi Hồ có lưu ở trong điện thoại hết à. Đây, trước tiên thì của chú Định, số tiền ủng hộ của ông Năm ở Gò Vấp thì đó là chú Định ủng hộ cho ông Năm 200 USD. Thì clip trước ghé thăm ông Năm, Bùi Hồ đã có gửi cho ông Năm 100 USD để ông Năm xoay sở, thì còn lại là 100 USD. Hai là chị Phạm Thị Mỹ Dung và chị Phạm Thị Mỹ Huệ, cũng là Việt kiều Mỹ, chú Định cũng là Việt kiều Mỹ luôn cô bác quý anh chị, gửi cho ông Năm 600 USD. Thì đợt đó mình có mua cho ông Năm một cái điện thoại cùi bắp nhỏ là 486.000 đồng. Ba là cô Bùi Thị Ánh, cũng là Việt kiều Mỹ, gửi cho ông Năm 200 USD. Tổng cộng cái số tiền của ông Năm hiện nay là 900 USD. Và Bùi Hồ đã chuyển khoản cho chị Châu, là cháu của ông Năm, là 20 triệu đồng để mua chiếc ghe. Nếu như tính số tiền 900 USD, nếu như ở Việt Nam đổi 23.000 đồng thì nó là 20.700.000 đồng. Đó thì mình chuyển cho ông Năm trước là 20 triệu. Với lại tiền mua điện thoại thì cũng còn được mấy trăm nghìn đồng đấy, mai mốt thì mình sẽ lên ông Năm và thăm ông Năm, trực tiếp thăm ông Năm để mà quay cho cô bác quý anh chị xem cho rõ hơn. Thì trong cái quá trình mà chuyển tiền mua ghe cho ông Năm á cô bác quý anh chị, Bùi Hồ có nhờ chị Châu dùng cái điện thoại của mình để mà quay clip. Do lý do là chị Châu thì không có thường đi quay clip chuyên nghiệp nên hình ảnh nó hơi bị rung lắc, nên là nữa là cô bác quý anh chị xem và thông cảm. Và đây là cái clip về cuộc sống của Năm và chị Châu quay, mời cô bác quý anh chị xem. Em cũng là cháu của bác Năm, thì em cũng đại diện, tại vì dịch quá anh Hồ ảnh không có xuống đây dưới đây được, nên ảnh có gửi tiền cho bác Năm qua em, qua thẻ. Thì ảnh gửi hai lần, một lần là 10 triệu, hai lần là 20 triệu. Em có nhận giùm cho bác Năm em, rồi em có gửi cho bác Năm để trả tiền ghe cho người ta. Em cũng cảm ơn anh Hồ và các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho bác em có được chiếc ghe để ở trú mưa trú nắng như thế này. Cũng không biết nói gì hơn, thì cảm ơn anh Hồ và tất cả các mạnh thường quân rất là nhiều. Em là cháu của bác Năm, em cũng xin cảm ơn anh Hồ và mạnh thường quân đã giúp đỡ cho bác em có được chiếc ghe này. Chiếc ghe mặc dù mình mua nó cũng còn khó khăn nhiều, là nó chỉ có cái sườn thôi, nó còn thiếu dáng, thiếu mái, rồi bác em phải nhờ một cái chú hàng xóm là giúp đỡ giùm, cũng hai ba người hàng xóm giúp đỡ giùm, chứ nó cũng còn nhiều khó khăn. Thì bây giờ bác Năm em sẽ nói vài lời để cảm ơn Hồ và mạnh thường quân. Rồi bác nói đi. Tôi cũng cảm ơn mạnh thường quân và con Hồ nó giúp tôi mua được cái ghe này. Cuộc sống của tôi nó cũng còn khó khăn. Tại cái gì? Chiếc ghe này nó chỉ có cái vỏ ghe thôi, cây cối không có. Nhờ bà con lối xóm á, bán thiếu cho rồi công cán này kia, rồi một mình tôi đâu có làm được đâu. Thành thử ra nó cũng còn nhiều cái khó khăn chật vật. Thì tôi cũng xin nói vậy thôi. Phía bên đây là chiếc ghe cũ mà của bác em đã sửa lại, tháo tất cả ra để sửa lại qua cái chiếc ghe mới này. Tại vì chiếc ghe cũ nó còn thiếu rất là nhiều đồ, nên là bác em phải tháo chiếc ghe cũ ra để gắn vô, chứ nó cũng còn thiếu rất là nhiều đồ. Vì dịch nhiều quá nên anh Hồ ảnh không có xuống dưới đây bác em được để thấy thực tế. Thì anh Hồ cũng có nhờ em là quay trực tiếp để gửi cho anh Hồ để cho các mạnh thường quân coi. Thì em cũng gửi lời cảm ơn Hồ và các mạnh thường quân rất là nhiều đã giúp đỡ cho bác em được cái chiếc ghe để trú mưa trú nắng như thế này. Dạ em cảm ơn rất là nhiều. Thì thay mặt, đó là những cái clip và hình ảnh và cuộc sống hiện tại của ông Năm. Thì thay mặt ông Năm, Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã ủng hộ cho ông Năm có một chiếc ghe mới. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ cho hoàn cảnh của ông Năm, cũng như là tất cả hoàn cảnh đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Thì Tiếp theo thì một cái hoàn cảnh thứ hai là hoàn cảnh của gia đình anh Liêm mà có 3 người con phải sống trong một cái ngôi nhà nền đất mà một nát sắp sập luôn, điện chằng chịt. Để có báo của anh chị, anh Liêm với lại cháu bé Tính mà có một cái rồi không muốn quen bạn gái vì em sợ là người ta khi người ta nói nhà mình nghèo á. Thì cũng sau khi đăng clip đó lên thì cũng có khá là nhiều mạnh thường quân, cũng có mạnh thường quân ủng hộ cho gia đình của anh Liêm. Dồn trước mấy bao rồi đó. Hôm nay là gia đình mình ăn cơm dưới này nè hả anh Liêm? Với canh mướp. Này hột vịt hả? Hột vịt chiên với canh mướp nè. Rồi nè, đó. Rồi. Là anh Tuấn và gia đình anh Tuấn và chị Thu ở Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho mình 200 đô. 200 đô ra được 4 triệu 7. 4 triệu 7. Đó. Rồi thứ hai là cô Huệ Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho mình 1 triệu đồng. Thì con em đã có ghi vô đây rồi sẵn rồi. Nên thành thử là em nhớ luôn, có hai mạnh thường quân em nhớ luôn. Thì đó là cái số tiền thì nó khoảng là 5 triệu 7. Đó. Thì bây giờ thì mục đích của em là em muốn cho gia đình của mình nó có một cái chỗ che mưa che nắng ổn định, chứ không phải muốn giúp cho mình qua ngày rồi hết tiền nữa mà mai mốt mình cũng y gan gì nữa. Nên thành thử em đến đây, em thông báo với anh và thông báo với mạnh thường quân như vậy. Và em tạm thời giữ cái số tiền 5 triệu 7 này để em coi nếu như có mạnh thường quân ủng hộ nữa thì mình sẽ sửa cái phần nhà tiền chế lại ở trên. Thì lúc đó thì mình có Bùi Hồ có bàn bạc với anh Liêm dự định mình xây một cái nhà tiền chế cho gia đình anh Liêm. Thì anh Liêm nói là Bùi Hồ cứ giữ đi, thì khi nào gần đủ cái số tiền thì cắt luôn, chứ đưa cho anh Liêm á, thì anh Liêm sẽ không có thể xây dựng được cái gì cả. Nên thì tạm thời Bùi Hồ giữ. Và do tình hình dịch bệnh ở huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp cũng diễn biến rất là phức tạp, nên là nữ chưa có thể tiến hành để xây nhà. Cũng có một số mạnh thường quân hứa đấy mà sau khi xong thì có thể xây một cái ngôi nhà tiền chế cho gia đình của anh Liêm. Đó. Thì sau đây thì Bùi Hồ sẽ công bố cái danh sách mà mạnh thường quân đã ủng hộ cho gia đình anh Liêm đến thời điểm này mà Bùi Hồ đã nhận được nha. Anh Tính thì ở huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Thứ nhất đó là cô Huệ là Việt Kiều Mỹ 1 triệu đồng. Thứ hai là gia đình anh Tuấn và chị Thu Việt Kiều Mỹ là 200 USD. Anh Tuấn và chị Thu thì trong đợt dịch này cũng có ủng hộ cho Bùi Hồ để phát 50 phần quà gồm mì gói, gạo và khẩu trang cho những cái hoàn cảnh khó khăn các bác quý anh chị. Thứ ba là chú Ken Vinh Trần ở Việt Kiều Mỹ là 4 triệu đồng. Thứ tư là cô Hay Hung ở Sài Gòn 3 triệu đồng. Tổng cộng số tiền cho anh Liêm đến thời điểm này là 8 triệu và 200 USD. Đó cái số tiền đó thì Bùi Hồ đang giữ cho gia đình của anh Liêm, không có đi xuống dưới được luôn cô bác của anh chị ơi. Nói chung là bây giờ thì lấy lợi nhuận những cái clip cũ đăng lên thôi, đến đâu thì hay đến đó, chứ bây giờ không có đi đâu được hết, thực hiện theo đúng cái chỉ thị để đi ra đường là bị phạt luôn á. Thì một lần nữa thì thay mặt gia đình của anh Liêm xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã ủng hộ cho gia đình của anh đến thời điểm này. Và Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV nè, đã ủng hộ cho những cái hoàn cảnh khó khăn để họ có một cái động lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Và thay mặt tất cả những người khó khăn, những hoàn cảnh khó khăn mà được cô bác quý anh chị cũng như là mọi người đã quan tâm và ủng hộ, xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Chúc cô bác quý anh chị luôn có một cái sức khỏe an lạc, dồi dào, và đặc biệt là luôn giữ gìn sức khỏe mình khỏe mạnh để phấn đấu qua trong cái đợt dịch, cái đợt gọi là đợt đại dịch này. Đó thì Bùi Hồ cũng ở nhà thôi, nói chung là ở nhà để mà tuân thủ, thì sau này thì tính tiếp, chứ bây giờ không biết sao luôn. Nói chung là một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV. Thì mong cô bác quý anh chị tiếp tục đồng hành cùng Bùi Hồ để mà có thêm động lực để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.